Con nghe à? Có lẽ Tết này con không về được rồi mẹ. Công ty vừa thăng chức cho con nên là có nhiều việc cần con phải làm lắm. Dạ vâng, con chào mẹ. Có gì con sắp xếp về sau ạ. Dạ vâng. Anh có trình độ cao và kinh nghiệm dày dặn, nhưng rất tiếc, công ty chúng tôi không có vị trí nào thích hợp dành cho anh. Chúng tôi chỉ tuyển lao động phổ thông thôi. Yo, 2 3 yo, 2 3 uống. Đã say rồi lại còn ham hố nữa. Hết rồi. Này anh, không ngủ đây được đâu. Anh dậy đi, quán tôi sắp đóng cửa rồi. Về đi. Cho tôi ngủ thêm một tí nữa đi. Này, không ngủ đâu, dậy đi. Tôi vừa mới thất nghiệp xong, nhưng mà tôi cũng không thiếu tiền trả cho anh đâu. Anh đợi tôi một chút. Ôi, tôi quên mang tiền rồi. Anh cho tôi nợ đi. Điên mất rồi. Ngồi từ sáng đến giờ, bây giờ đến lúc quán đóng cửa lại bảo không có tiền. Không có tiền, lên đồn. Bỏ tôi ra. Sao nặng thế? Hết bao nhiêu? Cái gì? Sao cơ? Tôi hỏi anh, anh ấy hết bao nhiêu? Như thế này, đã đủ hai bàn chúng tôi chưa? Còn lại tiền thừa, anh gọi taxi cho anh ấy. Đủ rồi, tôi cảm ơn. Đi thôi. Này cô em, cô em đi giá bao nhiêu tiền á? Ra giá đi. Anh điên à? Tôi không phải như thế. Mau cút đi. Không phải như thế á? Không phải như thế sao giờ này còn ngồi ở đây say xỉn một mình như thế này? Chắc là ế khách quá hả? Tôi có ngồi đây làm gì? Mặc xác rồi. Cũng không liên quan tới anh. Sao lại không liên quan? Mà này, anh đó mới đi nhậu liên hoan với bạn bè rồi về. Thôi thì bây giờ anh muốn tìm em tâm sự một tí mà sao em kêu quá vậy? Hả? Thả tôi ra. Bạn trai của tôi sắp tới rồi. Cái gì? Em bảo bạn trai của em sắp tới hả? Nếu mà em có bạn trai á, thì bây giờ bạn trai của em đã đưa em đi chơi rồi. Hoặc là nếu có bạn trai thì nó cũng ngồi đây nó nhậu với em rồi. Chứ sao lại để em ngồi nhậu một mình như thế này chứ? Thôi được rồi, bây giờ đi chơi với anh đi. Anh bao phòng cho, mình làm từ A tới Z luôn. Tiền anh lo nha.
Được không? Đi. Đi. À. Con để kia, mày dám hết bia mặt tao á hả? Tao cho mày chết. Thằng hơn. Ai cho mày dám động vào bạn gái của tao? Đúng nha. Mày biết tao là ai không? Sao dám động vào tao hả? Mày là ai tao không cần biết, nhưng mà ngày hôm nay mày đụng tới bạn gái của tao thì mày xong đời mày rồi. Mày thích gì? Thôi được rồi, tao không thích gì hết. Hai đứa tụi bay nhớ mặt tao đó. Em có sao không? Ôi giời, làm tôi hết cả hồn. Cũng may là tôi nhanh trí gọi điện cho anh ta để cứu cô đấy. Anh còn nhớ cái lần mà cô ta trả tiền bia cho anh rồi trả luôn tiền taxi cho anh không? Tôi nhớ chứ, tôi nhớ, nên là hôm nay mới tới đây này. Cảm ơn anh nhá. Mà cũng muộn rồi, hay là mọi người đi về đi, để quán tôi còn... Tôi muốn ngồi thêm một lát như thế này đã đủ chưa? Đủ rồi. Hai người cần đồ gì thì gọi tôi nhá, tôi xin phép tôi vào trong. Xem ra dạo này hay gặp anh nhờ. Chắc là chúng ta có duyên rồi. Ngồi đây. Thôi, bây giờ tao phải về rồi. Đã nghiện rồi còn ngại à? Ngày hôm trước tao còn thấy anh say không lối về cơ mà. Mà này, sao ngày hôm đó anh uống say thế? Anh thất tình à? Anh làm gì đã có người yêu mà thất tình chứ? Là do anh thất nghiệp đấy. Cái gì? Thất nghiệp á? Đúng vậy. Anh thấy cuộc sống thật là bất công. Một người có năng lực, có bằng cấp và có kinh nghiệm như anh, cuối cùng lại bị đuổi ra khỏi công ty để nhường vị trí cho cháu của giám đốc. Em thấy như vậy có bất công không? Bất công chứ, và cũng buồn chứ. Nhưng mà em lại buồn cho công ty đấy, vì đã đánh mất đi một nhân viên giỏi như thế này. Nhưng mà những công ty như thế không xứng đáng để anh cống hiến đâu. Cảm ơn em, em thật biết cách để an ủi. Vậy mà không biết tự an ủi bản thân mình. Thôi, đủ rồi, đừng uống nữa. Em phải uống để cho quên sầu chứ. Thôi, nghe anh đi, có chuyện gì cứ kể ra cho anh nghe, rồi anh tâm sự cùng em. Cũng phải, uống một mình chán lắm. Em chả uống. Coi như đây là thù lao em đã thuê anh để cùng em tâm sự. Thôi, em cất đi. Tiền taxi với tiền ăn lần trước anh ở chia trả cho em mà. Đây coi như là đáp lại tình cảm hôm trước của em đi. Vậy cũng được. Này, em sao thế? Vừa rồi còn cười được cơ mà. Này, đây là quán mà ngày trước em và người yêu của em thường hay đến. Thế mà anh ta mới đi du học có mấy ngày, anh ta đã cắm sừng em rồi. Thôi nào, vừa rồi còn cười được cơ mà, sao bây giờ lại khóc rồi? Cô ấy say quá. Con bé làm sao thế? Cô ấy uống quá chén à? Thế còn cậu, là gì của con bé?
tôi là xe ôm. Xe ôm à? Vậy thì tiền xe con bé hết bao nhiêu? Tôi gửi. Dạ thôi, cô ấy gửi trước rồi ạ. Tôi xin phép. Anh về nhá. Xe ôm, anh về nhé. Lại còn cởi áo khoác cho nhau như thế này. Xe ôm bây giờ đúng là chùa đáo thật đấy. Việc gì mà phải giấu? Bạn trai à? Dạ không phải. Anh ta chỉ là người vô tình em quen được thôi. Thật không đấy? Chị thấy anh ta có vẻ quan tâm em. Thế chị thấy anh ta thế nào ạ? Đẹp trai, hiền lành, biết quan tâm. Mà này, anh ta đang ở đâu? Làm nghề gì? Em cũng không biết nữa. Em quen anh ta ở quán rượu. Hôm qua em có đi quán rượu thì gặp phải tên Sở Khanh. Anh ấy giúp em và đưa em về. Còn lại thì em không biết. Thảo này, em là con gái, lần sau đừng đi đến mấy chỗ đấy nữa. Lần này may mắn là gặp được người tốt đấy. Chứ nếu không gặp vào người xấu, vớ vẩn, người ta bán em đi em không biết nữa. Dạ vâng, em biết rồi. Mà này, em đừng có buồn vì chuyện của thằng Huy nữa. Cái thằng đấy lăng nhăng như thế, em tiếc không làm gì, thiếu gì thằng khác tốt hơn. Không phải là vì em tiếc, mà là em thấy thất vọng. 2 năm thời gian không phải là ngắn, cũng đã hứa hẹn bao nhiêu là điều, thế mà em vẫn thua với một đứa con gái mà anh ta chỉ quen mới 1 tuần. Thảo này, tình yêu nó là cái duyên, cái phận. Em bỏ được thằng Huy thì em cứ coi như là em dứt duyên này, thì duyên mới sẽ đến với em. Biết đâu nó lại phù hợp và tốt hơn thì sao? Dạ vâng, em biết rồi. Mà này, em xem thế nào thu xếp công việc đến công ty mà phụ chị, phụ bố đi chứ. Bố thì già rồi, mà công ty của mình lại mở thêm mấy cái chi nhánh nữa. Em không giúp được thì em cũng phải kiếm cho chị thằng rể để nó bù vào chứ. Được rồi, em sẽ kiếm cho bố và cho chị một chàng rể được chưa? Em nhớ cái lời hứa này đấy. Thôi, bây giờ đứng dậy đi đánh răng rửa mặt rồi đi xuống chúc Tết cùng chị và bố nhá. Em biết rồi ạ. Anh. Sao? Hôm nay cô tới đây để uống rượu uống bia? Không phải. Tôi tới đây là có chuyện muốn hỏi anh. Có chuyện gì? Cô hỏi luôn đi. Anh có số của cái anh chàng mà hôm trước được tôi đưa về không? Có, tôi có. Thế thì anh cho tôi đi. Cho cô thì cũng được thôi. Nhưng mà... tôi biết rồi. Thôi, tôi không lấy tiền của cô đâu. Này, số đây. Được rồi. Mà này, kể cũng lạ. Rõ ràng là anh ta biết địa chỉ nhà cô, biết cô ngày nào cũng tới đây. Bây giờ cô mà gọi thì có phải là mất giá đi không? Anh nói sao? Anh ấy biết tôi ngày nào cũng tới đây để tìm anh ấy. Đúng vậy. Hôm trước tôi có nói cho anh ta là ngày nào cũng tới đây. Anh ta hỏi xong tôi lẳng lặng bỏ đi. Từ đấy trở đi cũng không tới quán nữa.
tình yêu bây giờ hay nhờ. Vào đây. Ngồi đây. Dạ vâng ạ. Chào anh, tôi là ứng viên, tôi ứng cử vị trí trưởng phòng kinh doanh. Đây là hồ sơ của tôi, mời anh xem qua. Là anh à? Là mày. Đúng là trái đất này tròn thật đấy. Tao còn chưa đi tìm mày thì mày đã tới đây nộp mạng rồi. Đúng là chúng ta có duyên thật đấy. Đúng là có duyên thật, nhưng mà là nghiệt duyên. Cái gì? Mày đang nói với thái độ gì đấy? Mày nên nhớ, mày đang tới đây để xin xỏ tao làm việc đấy. À, mà nếu bây giờ mày quỳ xuống đây xin lỗi tao đi thì tao có thể suy nghĩ lại và sẽ nguôi giận đó. Đúng là tôi tới đây để phỏng vấn, nhưng mà lại gặp anh nên là tôi thay đổi ý định rồi. Tôi sẽ không vào đây làm việc nữa, vì tôi không muốn dưới quyền một người sếp có nhân cách bị ổi như anh. Được thôi, để tao xem. Tao sẽ dùng mối quan hệ của tao sẽ khiến cho mày không xin được việc ở công ty nào hết. Cứ đợi đi. Còn bé Thảo này, nói đến thế nào cũng không chịu cho mình đưa nó đến công ty để mà giới thiệu, lại cứ muốn đi phỏng vấn một mình. Không biết bây giờ nó sao rồi nhỉ? Hay là mình qua phòng giám đốc xem tình hình sao rồi. Không thể ngờ công ty này lại có một giám đốc đê tiện như anh. Chuyện hôm đó anh trêu gọi tôi ở quán rượu, tôi sẽ báo lên chủ tịch. Tôi không tin, không chịu được anh. Một đứa gái điếm như mày á, không có tư cách vào đây. Nói gì đến chị tao, nói gì á thì chủ tịch vẫn tin tao thôi. Này, anh đừng có mà đắc ý. Quyền trong tay tao, tại sao tao không có quyền đắc ý? À, mà bạn trai của mày á vẫn chưa nói gì cho mày biết à? Bạn trai tôi là sao? Thì vừa rồi bạn trai của mày cũng đến đây phỏng vấn và bị tao đuổi về như một con chó rồi đó. Giờ đến lượt mày vác mặt tới đây vẫn chưa đủ nhục à? Cái gì? Anh nói anh ấy vừa mới đến đây á? Thảo, em đi đâu đây? Chủ tịch. Anh Thịnh, hóa ra anh là tên cặn bã đã trêu ghẹo em gái tôi à? Nãy tôi ở ngoài, tôi đã nghe thấy hết rồi. Sao anh dám? Chị nói cái gì cơ? Cô ấy là em gái chị á? Đúng, Thảo là em gái tôi. Nó vừa mới đi du học ở nước ngoài về. Còn anh là một tên bỉ ổi, dám lấy việc công để trả thù riêng à? Đã thế, tôi quyết định sẽ sa thải anh. Chủ tịch, chị nghe em giải thích đã. Chị, dự án lần này em làm rất tốt. Hôm nay em mới thay mặt cho công ty FVM, đại diện công ty đến công ty Daza để ký hợp đồng nhá. Chị tin tưởng ở em. Em biết rồi ạ. Em sẽ không để bố và chị thất vọng về em đâu ạ. Vào đi. Mời cô. Chào cô. Mời cô ngồi. Anh Việt Anh ạ. Hãy gọi tôi là giám đốc Việt Anh. À.
Chúc mừng sự hợp tác giữa hai công ty. Anh nói xem, tại sao anh đã đối xử với tôi như thế, là còn lạnh lùng với tôi như thế chứ? Trời ơi, tôi biết làm sao được. Bây giờ cô phải đi hỏi anh ta chứ, sao lại hỏi tôi? Chẳng phải anh bảo con cái không được đi hỏi kia mà? Thì tôi nói thế, nói thế cô cũng đổ thừa ở tôi đi à? Con gái ông Viên một mình không tốt đâu, lỡ mày là gặp kẻ xấu đấy. Này, may quá anh tới kịp lúc, tôi canh giường cô ấy mệt muốn chết đi được. Chẳng phải mới hôm qua anh còn tỏ vẻ không quen biết tôi, hôm nay anh tới đây làm gì? Ngày hôm nay chính thức cho phép anh được làm quen với em nhé. Nếu như em không phải là tiểu thư của một tập đoàn danh giá thì có lẽ những lời này của anh đã muốn nói với em từ rất lâu rồi. Nhưng mà em lại là tiểu thư của một tập đoàn lớn như vậy, nên là anh phải làm gì để nâng tầm bản thân của anh, làm sao để xứng đáng với em được chứ? Anh không muốn em phải khó xử, lựa chọn giữa gia đình và tình yêu, cho nên anh mới làm như vậy. Em đừng trách anh nhá. Tặng em này. Đúng là họ gặp nhau là duyên phận mà. Không biết bao giờ duyên phận mới tới mình đây.